Cô xin chào tất cả các em học sinh lớp 5 thân mến. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Năm, hiện đang giảng dạy tại trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức, thành phố Biên Hòa. Cô rất vui khi hôm nay được gặp lại các em. Các em thân mến, trong chương trình ôn tập học kỳ 1 môn toán lớp 5 của tuần trước, các em đã được ôn về hai chủ đề đó là hình tam giác và hình thang. Thì trong tiết học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau ôn tập các kiến thức về chủ đề hình tròn nhé. Bây giờ các em hãy chuẩn bị sẵn sàng chưa nào? Chúng ta bắt đầu tiết học nhé. Trong tiết toán ngày hôm nay cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu về ba nội dung. Thứ nhất là những kiến thức trọng tâm về hình tròn. Thứ hai vận dụng thực hành. Thứ ba củng cố dạng dò. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng phần các em nhé. Ở phần thứ nhất chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại các kiến thức trọng tâm về hình tròn. Bây giờ các em hãy quan sát lên màn hình và quan sát cho cô các cái hình ảnh sau. Các vật trong hình ảnh có dạng hình gì nhé. Đây là hình ảnh mặt trăng đêm rằm. Mặt cái trống đồng. Mặt cái trống trường em. Mặt của chiếc mâm. Như vậy, qua các hình ảnh này thì em thấy các vật trong các hình ảnh này có dạng hình gì nào? À, dạng hình tròn phải không các em? Như vậy chúng ta thấy rằng ngoài những vật mà chúng ta vừa quan sát ở đây thì xung quanh chúng ta có rất nhiều vật có dạng hình tròn phải không nào? Vậy dù đường tròn là như thế nào? À, đường bao quanh hình tròn chính là đường tròn các em nhé. Đây chính là đường tròn. Như vậy chúng ta vừa qua được khái niệm về hình tròn cũng như là đường tròn. Tiếp theo, cô trò chúng ta cùng nhớ lại cách xác định tâm, bán kính, đường kính của hình tròn nhé. Cô đố các em nè, khi mà các em vẽ hình tròn thì các em sẽ sử dụng cái dụng cụ nào nè? À, phải rồi, chúng ta phải sử dụng compa để vẽ hình tròn phải không các em? Khi vẽ hình tròn chúng ta sử dụng compa thì đầu chì của cam ba sẽ vạch lên trên mặt giấy một đường tròn còn đầu nhọn của cam ba thì sẽ được cố định trên mặt giấy khi chúng ta vẽ hình tròn và cái nơi mà cái điểm đầu nhọn chúng ta cố định trên mặt giấy đó chính là tâm của hình tròn các em nhé bình thường thì ta thường hay sử dụng ký tự là O để sử dụng đánh dấu là tâm hình tròn và khi đọc thì chúng ta đọc là tâm O sau khi vẽ xong hình tròn chúng ta được điểm O là tâm của hình tròn nhìn lên màn hình ta thấy hình tròn à, này được gọi là hình tròn tâm O các em nhé vậy thì bán kính của hình tròn được xác định như thế nào à, chúng ta quan sát hình tròn tâm O trên màn hình chúng ta thấy bán kính của hình tròn là đoạn thẳng nối tâm với một điểm trên đường tròn gọi là bán kính của hình tròn bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau à, xác định bán kính của hình tròn tâm ô này nhé đầu tiên cô sẽ lấy điểm a trên đường tròn sau đó cô kẻ đoạn thẳng nối tâm ô với điểm a cô được đoạn ô a chính là bán kính của hình tròn tâm ô đó các em như vậy tương tự như thế cô có thể lấy một điểm khác trên đường tròn cô lấy điểm b trên đường tròn và tiếp tục nối tâm O với điểm B, cô được đoạn OB cũng chính là bán kính của hình tròn tâm O. Cô tiếp tục lấy điểm C trên đường tròn này và cô nói tâm O với điểm C trên đường tròn, cô được đoạn OC cũng chính là bán kính của hình tròn. Như vậy với cách vẽ bán kính của hình tròn như thế này thì các em thấy là trong một hình tròn chúng ta có thể vẽ được vô số bán kính phải không nào? Và điều quan trọng là tất cả các bán kính trong một hình tròn đều có độ dài bằng nhau các em nhé. Như vậy ở đây chúng ta thấy là chúng ta có OA bằng OB bằng OC vì chúng đều là bán kính của hình tròn tâm O. Tiếp theo, đây là cách vẽ à, đường kính của hình tròn. Chúng ta vẽ đoạn thẳng đi qua tâm và nối hai điểm trên đường tròn thì đoạn thẳng đó gọi là đường kính của hình tròn trên đường tròn tâm ô cô sẽ vẽ đoạn thẳng đi qua tâm ô nối hai điểm m và n trên đường tròn như vậy cô được đoạn mn là đường kính của hình tròn tâm ô đó các em như vậy cũng với cách vẽ đường kính như thế này thì trong một hình tròn ta cũng có thể vẽ được vô số đường kính các em nhé và tất cả các đường kính trong cùng một hình tròn đều có độ dài bằng nhau như vậy bây giờ chúng ta hãy quan sát kỹ cho cô đường kính mn của hình tròn tâm mô này chúng ta thấy trên đường kính này có đoạn om và đoạn on chính là bán kính của hình tròn như vậy em có cái sự so sánh gì giữa độ dài của đường kính mn và bán kính của hình tròn này hay không à chúng ta thấy rằng À, độ dài của đường kính sẽ gấp 2 lần độ dài của bán kính trong cùng một hình tròn các em nhé. Đây là một cái kiến thức rất là quan trọng các em cần phải nhớ. Tiếp theo cô trò chúng ta sẽ cùng nhau nhớ lại cái cách tính chu vi hình tròn nhé. Như vậy chu vi hình tròn là cái phần nào của hình tròn nè. Đó chính là độ dài của đường bao quanh hình tròn. Muốn tính chu vi hình tròn theo sách giáo khoa trang 98 có nêu. Muốn tính chu vi của hình tròn, ta lấy đường kính nhân với số 3,14. Với công thức là C bằng D nhân 3,14. Trong đó C là chu vi hình tròn, D là đường kính hình tròn. Như vậy chúng ta thấy trong cùng một hình tròn thì đường kính có độ dài gấp đôi bán kính phải không nào? Vậy từ đây nếu muốn tính chu vi của hình tròn mà ta đã biết bán kính, vậy thì ta có thể có một cái cách thứ hai để tính chu vi của hình tròn các em nhé. Cách thứ hai như sau: Muốn tính chu vi của hình tròn, ta lấy hai lần bán kính nhân với số 3,14. Như vậy công thức là C bằng r nhân 2 nhân 3,14. Trong đó, C là chu vi của hình tròn, r là bán kính hình tròn như vậy à, trong cái phần tính chu vi hình tròn thì các em thấy là có hai cách tính chu vi hình tròn à, khi mà chúng ta sử dụng áp dụng vào bài toán thì chúng ta phải cố gắng à, xem coi dữ kiện của bài toán cho à, cái gì để chúng ta có thể áp dụng một cách linh hoạt cách tính chu vi của hình tròn các em nhé bây giờ chúng ta sẽ sang các ví dụ để chúng ta sẽ nhớ kỹ hơn về cách tính chu vi của hình tròn nhé Ví dụ 1. Bạn An vẽ một hình tròn có đường kính 8 cm. Vậy đường kính à, là của hình tròn bạn An vẽ là 8 cm. Vậy chu vi hình tròn bạn An đã vẽ là bao nhiêu nào? À, chúng ta sẽ sử dụng công thức tính chu vi hình tròn khi biết đường kính. Ta sẽ lấy độ dài đường kính nhân với số 3,14 các em nhé. Ta có à, phép tính như sau. Ta lấy 8 nhân 3,14 bằng 25,12 cm. Vậy chu vi hình tròn bạn An đã vẽ là 25,12 cm. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu ví dụ thứ hai. Tính chu vi của hình tròn có bán kính 1,2 dm. Như vậy ở đề bài này yêu cầu chúng ta tính chu vi của hình tròn khi biết bán kính là 1,2 dm. Vậy thì chúng ta sẽ áp dụng công thức tính chu vi khi biết bán kính của hình tròn các em nhé. Chúng ta trình bày bài giải. Chu vi của hình tròn là Muốn tính chu vi của hình tròn khi biết bán kính, chúng ta sẽ áp dụng công thức lấy bán kính nhân 2 rồi nhân với số 3,14. Ta có phép tính 1,2 nhân 2 nhân 3,14 bằng 7,536 dm. Đáp số Chu vi của hình tròn là 7,536dm. Như vậy qua hai cái ví dụ áp dụng công thức tính chu vi hình tròn thì các em nhớ rằng chúng ta sẽ đọc kỹ đề để xem cái cái dữ liệu mà đề bài cho à, ta có thể áp dụng theo cái cách tính chu vi hình tròn nào. Nếu như đề bài cho chúng ta đường kính thì muốn tính chu vi chúng ta sẽ áp dụng công thức tính à, chu vi theo cách là chúng ta biết đường kính còn nếu như đề bài cho chúng ta à, bán kính mà yêu cầu chúng ta tính chu vi thì chúng ta sẽ áp dụng công thức tính chu vi khi biết bán kính các em nhé tiếp theo câu trò chúng ta sẽ nhớ lại công thức tính diện tích hình tròn muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14 và công thức là s bằng r nhân r nhân 3,14. Trong đó S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn. Như vậy à, thông thường muốn tính diện tích của hình tròn thì chúng ta à, phải biết được bán kính của hình tròn, đúng không nào các em? Chúng ta sẽ quan sát ví dụ sau. Ví dụ một tấm bìa hình tròn có bán kính 1,5 dm tính diện tích của tấm bìa đó. Như vậy để tính diện tích của tấm bìa hình tròn này, chúng ta phải biết bán kính của hình tròn và đề bài đã cho chúng ta bán kính của hình tròn là 1,5 dm. À như vậy chúng ta có thể áp dụng công thức tính diện tích hình tròn để giải bài toán này một cách dễ dàng phải không nào? Ta trình bày bài giải như sau. Diện tích của tấm bìa là ta sẽ áp dụng công thức tính diện tích hình tròn bằng cách lấy bán kính nhân bán kính nhân với số 3,14. Ta có phép tính 1,5 nhân 1,5 nhân 3,14. Kết quả chúng ta tìm được là 7,065 dm2. Đáp số diện tích tấm bè là 7,065 dm2. Như vậy qua cái phần chúng ta áp dụng cái kiến thức tính diện tích hình tròn vào trong một cái bài toán cụ thể này thì các em chắc là đã nắm kỹ hơn rồi ha. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em nhớ lại một số công thức có liên quan đến hình tròn. Như vậy ngoài công thức tính chu vi và diện tích hình tròn thì chúng ta còn có một số công thức tính có liên quan đến hình tròn mà trong quá trình luyện tập chúng ta cần phải nhớ thật chắc để chúng ta có thể giải quyết bài toán một cách dễ dàng đó các em. Với C là chu vi của hình tròn, D là đường kính hình tròn, R là bán kính hình tròn, ta có công thức thứ nhất. D bằng R nhân 2. Như vậy ở đây nếu phát biểu bằng lời thì chúng ta sẽ có là đường kính thì bằng bán kính nhân 2. Từ công thức tính đường kính này À, chúng ta có thể suy ra được cách tính bán kính không nào? Các em có thể suy ra dùm cô nào? R bằng gì? À, chúng ta thấy rằng R sẽ bằng D chia 2. Phát biểu bằng lời, à, bán kính sẽ bằng đường kính chia 2. Công thức thứ hai, Ta có C bằng D nhân 3,14. Đây là công thức tính chu vi hình tròn khi biết đường kính đúng phải không nào các em? À... Như vậy, à, khi biết chu vi mà muốn kính đường kính trong trường hợp này thì các em sẽ tính như thế nào? Các em hãy suy ra và nháp cho cô nhé. À, ta sẽ có là D bằng C chia 3,14. Phát biểu bằng lời, đường kính sẽ bằng chu vi chia 3,14. Công thức thứ ba. Với công thức C bằng R nhân 2 nhân 3,14 thì các em sẽ suy luận ra dùm cô cách tính bán kính trong trường hợp chúng ta biết chu vi xem nào. À, như vậy chúng ta có thể suy ra rằng R bằng C chia 3,14 chia 2. Phát biểu bằng lời, muốn tìm bán kính chúng ta lấy chu vi chia 3,14 rồi chia cho 2. Như vậy đây là một số cái công thức có liên quan đến À, hình tròn mà chúng ta thường xuyên áp dụng vào trong các bài toán có liên quan các các em. À như vậy rồi rồi, cô trò chúng ta đã ôn lại một số cái kiến thức à, trọng tâm cơ bản về hình tròn. Bây giờ tiếp theo chúng ta sang phần thứ hai đó là vận dụng thực hành nhé. Bài tập số 1. Một. một cái mâm dạng hình tròn có bán kính 2 phần 5 mét tính chu vi của cái mâm đó. Đề bài cho chúng ta bốn đáp án: A 1,256 m, B 2,512 m, C 7,85 m và D 15,7 m. Như vậy đây là một cái bài tập thuộc dạng là trắc nghiệm khách quan. À, chúng ta sẽ đọc kỹ đề bài để chúng ta tính toán và tìm ra được kết quả đúng nhất các em nhé. Đề bài yêu cầu chúng ta tính chu vi của cái mâm và cho chúng ta bán kính à, của cái mâm này dạng hình tròn là 2 phần 5 mét. Như vậy cô lưu ý với các em vấn đề đó là cái số đo của bán kính trong bài tập này đó là thuộc dạng là phân số. Như vậy chúng ta cũng có thể áp dụng công thức tính chu vi à, khi biết bán kính là chúng ta sẽ lấy bán kính nhân với 2 rồi nhân với số 3,14. À, tuy nhiên ở bài tập này, à, cô lưu ý các em chúng ta nên chuyển đổi à, phân số 2 phần 5 về thành dạng số thập phân để chúng ta có thể là dễ dàng, thuận tiện trong cái quá trình chúng ta tính toán nhé Như vậy nếu như chúng ta đổi 2 phần 5 ra số thập phân thì chúng ta được là 0,4. Như vậy bán kính là 0,4 mét. Muốn tính chu vi của cái mâm chúng ta lấy 0,4 nhân 2 rồi nhân 3,14. Các em hãy tính toán ngoài nháp để chúng ta chọn được kết quả đúng nhất nào. À, như vậy sau khi tính toán xong thì chúng ta thấy là kết quả chọn đúng đó là đáp án B, 2,512 m Như vậy qua bài tập số 1, cô lưu ý các em một vấn đề là khi chúng ta thấy à, dữ kiện đề bài cho À, là một cái số liệu có dạng phân số à, mà đối với tính hình tròn thì chúng ta thường có cái trong phép tính có cái số liệu là 3,14 thì nó là thuộc dạng là số thập phân cho nên để dễ dàng thuận tiện trong cái việc tính toán của mình một cách chính xác thì cô khuyên các em chúng ta nên chuyển số liệu từ phân số sang số thập phân để nó cùng một dạng số thì khi đó chúng ta sẽ dễ dàng trong cái việc tính toán của mình nhé Bây giờ cô trò chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2. Nhà bạn Lan có một cái bàn, mặt bàn dạng hình tròn. Lan đo đường kính được 1 mét, tính diện tích của mặt bàn đó. Như vậy, để giải một bài toán có lời văn thì chúng ta thường hãy đọc kỹ đề bài, sau đó chúng ta phân tích bài toán, tìm cách giải bài toán đi từ dưới cái câu hỏi đề bài lên các em nhé. Như vậy ở đây đề bài yêu cầu các con là tính diện tích của mặt bàn. Như vậy mặt bàn thì là hình tròn. Mà muốn tính diện tích hình tròn thì chúng ta phải biết bán kính của hình tròn. Phải không nào? À, theo đề bài thì chúng ta thấy cho đường kính của hình tròn là 1 mét. Như vậy chưa cho bán kính của cái mặt bàn này. Như vậy công việc của chúng ta là bắt buộc chúng ta phải tìm ra được bán kính của cái mặt bàn này là bao nhiêu Rồi từ đó chúng ta mới áp dụng công thức tính diện tích của cái mặt bàn này là hình tròn được các em nhé như vậy sau khi phân tích xong bài toán này thì cô thấy là chúng ta có thể sắp xếp à bật được cái bài giải như sau giải đầu tiên chúng ta sẽ tính bán kính của mặt bàn chúng ta nhớ lại công thức muốn tính bán kính khi biết đường kính chúng ta sẽ lấy đường kính chia cho hai Ta có phép tính 1 chia 2 bằng 0,5 m. Sau khi có bán kính mặt bàn rồi, chúng ta bắt tay vào tính diện tích của mặt bàn. Theo công thức tính diện tích hình tròn, ta lấy bán kính nhân bán kính nhân với số 3,14. Ta có phép tính 0,5 nhân 0,5 nhân 3,14. Được kết quả là 0,785 m vuông. Đáp số 0,785 m vuông. Như vậy qua bài tập số 1, chúng ta thấy rằng đề bài không cho rõ ràng cái bán kính để chúng ta tính được diện tích mặt bàn, cho nên chúng ta phải dựa vào các cái dữ kiện của đề bài để chúng ta tìm ra được bán kính để chúng ta mới áp dụng công thức tính diện tích hình tròn các em nhé. Cô trò chúng ta cùng nhau sang bài tập số 3. Bài 3. Mặt một cái ao nuôi cá dạng hình tròn có chu vi là 18,84 m. Tính diện tích ao cá đó. Như vậy ở đề bài này yêu cầu chúng ta tính diện tích của ao cá. Mà trên đề bài thì cho chúng ta là chu vi của ao cá là 18,84 m. Như vậy để tính được diện tích của ao cá hình tròn thì nhất thiết chúng ta phải biết bán kính của ao cá phải không nào? Tuy nhiên đề bài chưa cho chúng ta bán kính ao cá mà cho chúng ta chu vi của ao cá. Vậy thì à, chúng ta phải liên hệ xem coi à, muốn tính bán kính của hình tròn khi biết chu vi chúng ta làm như thế nào? À các em đã nhớ ra chưa? À muốn tính bán kính của hình tròn khi biết chu vi thì chúng ta sẽ sử dụng à, cách tính là chúng ta lấy chu vi chia 3,14 rồi chia cho 2. Các em nhớ chưa nào? À, sau khi tính được bán kính của cái ao chúng ta sẽ áp dụng công thức tính diện tích hình tròn để tính diện tích cái ao các em nhé. Bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau trình bày bài giải sau khi chúng ta đã phân tích và tìm ra hướng giải nhé. Giải. Bán kính ao cá là chúng ta lấy chu vi chia 3,14 chia 2 ta có phép tính 1 18,84 chia 3,14 chia 2 ta được kết quả là 3 m. Như vậy bán kính ao cá là 3 m. Tiếp tục chúng ta tính diện tích của ao cá. Chúng ta lấy bán kính nhân bán kính nhân 3,14. Ta có phép tính 3 nhân 3 nhân 3,14 bằng 28,26 m2. Như vậy đáp số diện tích của ao cá là 28,26 m vuông như vậy qua bài tập số 3 à, chúng ta thấy rằng để tính được diện tích hình tròn khi biết chu vi thì nhất thiết các em phải làm cái bước thứ nhất là chúng ta phải tính được bán kính của à, ao cá này ha và chúng ta phải nhớ được cái cách tính bán kính khi biết chu vi các em nhé Tiếp theo cô trò chúng ta chuyển sang bài tập số 4. Bạn Lan dùng tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài 34 cm, chiều rộng 25 cm để vẽ một hình tròn có bán kính 6 cm rồi tô màu lên hình vẽ đó. Hãy tính diện tích phần không tô màu của tờ giấy. Sau khi chúng ta đọc đề rồi, chúng ta sẽ đọc kỹ dùm cô cái câu hỏi của đề bài, xem đề bài yêu cầu chúng ta tính cái gì các em nhé. Như vậy chúng ta thấy là đề bài yêu cầu chúng ta tính diện tích phần không tô màu của tờ giấy. Quan sát cái tờ giấy, có cái hình vẽ đây, thì chúng ta hãy cho cô biết diện tích phần không tô màu của tờ giấy là cái phần nào này? À đó chính là cái phần màu trắng, phần màu trắng bên ngoài của cái hình tròn như vậy theo em muốn tính diện tích phần không tô màu của tờ giấy chúng ta cần phải làm sao à chúng ta cần phải biết được diện tích của tờ giấy hình chữ nhật kể cả diện tích của cái phần hình tròn mà bạn Lan đã vẽ và tô màu phải không các em sau khi chúng ta biết được diện tích của cái phần tờ giấy hình chữ nhật và diện tích hình tròn bạn Lan đã tô màu thì diện tích phần không tô màu của tờ giấy chính là hiệu giữa diện tích của tờ giấy và diện tích phần hình hình tròn tô màu các em nhé như vậy bây giờ chúng ta thấy chúng ta phải đi tính diện tích của tờ giấy tờ giấy này là hình chữ nhật theo đề bài có chiều dài là 34 cm chiều rộng là 25 cm như vậy, kích thước của hình chữ nhật này đã được xác định rõ ràng. Vậy thì chúng ta chỉ cần nhớ lại cách tính diện tích của hình chữ nhật để chúng ta có thể tính được diện tích của tờ giấy hình chữ nhật này rồi. Phải không các em? Còn phần hình tròn mà bạn Lan đã vẽ và tô màu, thì chúng ta phải biết được bán kính thì chúng ta mới tính được diện tích phần hình tròn này. Theo đề bài đã cho bán kính rồi nè, đó là 6cm. Như vậy chúng ta cũng chỉ cần áp dụng công thức tính diện tích hình tròn à thì chúng ta đã có thể tính được diện tích phần tô màu hình tròn rồi các em nhé. Như vậy sau khi phân tích xong bài toán thì chúng ta có thể sắp xếp để giải bài toán này à như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm diện tích của tờ giấy hình chữ nhật à bằng cách áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật lấy chiều dài nhân với chiều rộng cùng một đơn vị đo. Như vậy ta có phép tính 34 x 25 bằng 850 cm vuông. Sau khi có diện tích tờ giấy màu hình chữ nhật, chúng ta tiếp tục tính diện tích hình tròn bạn lan đã tô màu. Bằng cách áp dụng công thức tính diện tích hình tròn, ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14. Ta có phép tính 6 x 6 nhân 3,14. Kết quả được là 113,04 cm vuông. Như vậy là chúng ta đã được tính được diện tích của tờ giấy hình chữ nhật và diện tích hình tròn mà bạn Lan đã tô màu. Tiếp theo bước thứ ba chúng ta sẽ tiến hành tính diện tích phần không tô màu của tờ giấy. Diện tích phần không tô màu của tờ giấy là chúng ta sẽ lấy diện tích hình chữ nhật. Tờ giấy hình chữ nhật trừ cho diện tích phần hình tròn bạn Lan đã tô màu, ta có phép tính 850 trừ 113,04, kết quả ra là 736,96 cm vuông. Như vậy, chúng ta có thể đáp số bài toán, đáp số 736,96 cm vuông. Như vậy, qua bài tập số 4, các em thấy rằng à, trong một bài toán, à, đề bài có thể tích hợp À, rất là nhiều dạng hình vào trong một bài toán chứ không phải là chỉ có mỗi hình tròn khi chúng ta học hình tròn thì chỉ cho mỗi hình tròn mà có thể là à, trong trường hợp chúng ta gặp thực tế thì đề bài còn có thể lồng ghép à, các cái hình mà chúng ta đã học ví dụ như hình vuông này hình thoi hình bình hành à, kể cả hình tam giác và hình thang vào chung với hình tròn để chúng ta phải giải quyết như vậy để giải quyết cái bài toán à, với mức độ tích hợp thì các em sẽ cố gắng làm sao nhớ được tất cả các quy tắc, công thức tính chu vi, diện tích của các hình này và sau đó chúng ta phân tích kỹ đề toán để chúng ta có thể giải quyết bài toán một cách nhẹ nhàng các em nhé. Tiếp theo cô trò chúng ta sẽ sang bài tập số 5. Bài số 5: Một bánh xe đạp hình tròn có đường kính 0,65 m. A. Tính chu vi của bánh xe đạp đó. B. Người đi xe đạp sẽ đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe đó lăn trên mặt đất được 120 vòng. Như vậy sau khi đọc xong bài toán số 5, chúng ta thấy bài toán số 5 có hai câu hỏi là câu A và câu B. Như vậy để giải quyết bài toán này, các em sẽ bình tĩnh giải quyết từng câu hỏi một các em nhé. Ở câu hỏi A, đề bài yêu cầu chúng ta tính chu vi của bánh xe. Chúng ta nhớ lại muốn tính chu vi của bánh xe chúng ta cần phải biết à, cái dữ kiện nào này đề bài cho chúng ta đường kính là 0,65 m như vậy chúng ta có thể áp dụng công thức tính chu vi à, khi đã biết đường kính của hình tròn đúng không em à như vậy thì ở câu a chúng ta có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng bằng cách áp dụng công thức tính thôi sang câu b các em đọc kỹ đề câu B nhé. Người đi xe đạp sẽ đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe đó lăn trên mặt đất được 120 vòng. Như vậy một cách rất là đơn giản khi chúng ta muốn tính đoạn đường mà người đó đi được khi bánh xe lăn 120 vòng thì chúng ta phải biết được đoạn đường mà bánh xe khi lăn một vòng là được bao nhiêu mét đúng không nào? À như vậy để giải quyết cái câu B này các em nhớ cho cô một kiến thức rất là quan trọng đó là khi bánh xe lăn một vòng trên mặt đất thì độ dài quãng đường bánh xe lăn được chính bằng chu vi của bánh xe đó các em nha đây là một cái kiến thức rất là liên quan đến hình tròn mà các em cần phải nắm như vậy chúng ta thấy độ dài quãng đường bánh xe lăn một vòng chính bằng chu vi của cái bánh xe mà chu vi của bánh xe này chúng ta đã tính ở câu A À như vậy thì chúng ta có thể dễ dàng giải quyết câu B đúng không nào? Sau khi phân tích đề toán rồi chúng ta đã xác lập được hướng giải Bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau giải bài toán này nhé Câu A Chu vi của bánh xe là Chúng ta lấy đường kính nhân với số 3,14 Ta được phép tính 0,65 x 3,14 bằng 2,041 m sau khi có chu vi của bánh xe, chúng ta biết đây cũng chính là độ dài đoạn đường mà bánh xe lăn được một vòng. Chúng ta sẽ tính câu B. Số mét người đi xe đạp đi được nếu bánh xe lăn 120 vòng. Ta sẽ lấy chu vi của bánh xe chính là quãng đường bánh xe lăn được trong một vòng. Chúng ta nhân với số vòng bánh xe va quay thì chúng ta được phép tính là 2,041 nhân 120 và chúng ta ra được kết quả là 244,92 m. Như vậy tới đây chúng ta đã giải quyết xong hai vấn đề một bài của bài toán đưa ra. Như vậy thì chúng ta sẽ đáp số bài toán. Cô lưu ý các em đề bài hỏi hai câu hỏi A, B thì khi đáp số các em cũng phải đáp số cho đầy đủ câu A và câu B thì bài toán mới hoàn thiện các em nhé. Như vậy đáp số câu A 2,041 m B 244,92 m là kết quả cuối cùng của bài toán này. Như vậy qua bài tập số 5 này, cô muốn nhắc nhở các em một vấn đề, đó là cái kiến thức mà chúng ta áp dụng trong bài tập số 5. Chúng ta luôn nhớ rằng nhìn cô, khi bánh xe quay được một vòng trên mặt đất, à, chúng ta thấy rằng khi mà bánh xe lăn một vòng trên mặt đất, thì độ dài đoạn đường bánh xe lăn được chính bằng chu vi của bánh xe đó, các em nhé. Đây là một kiến thức rất là quan trọng có liên quan mà các em cần phải nhớ. Tiếp theo, cô trò chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 6. Nội dung bài tập số 6 như sau. Một biển báo giao thông dạng hình tròn có đường kính 40 cm. Diện tích phần hình mũi tên trên biển báo bằng 20% diện tích biển báo đó. Tính diện tích phần mũi tên trên biển báo đó như vậy quan sát cái biển báo này à, đầu tiên chúng ta nên hơi liên hệ một chút về à, cái biển báo giao thông các em nhé à, đây là một trong những cái biển báo giao thông đường bộ thì đố các em có biết đây là cái biển báo à, dạng gì không nè à đây là biển báo hiệu lệnh các em nhé à, khi mà chúng ta thấy biển báo này đi trên phố mà chúng ta thấy biển báo hiệu lệnh này thì chúng ta sẽ đi theo hướng bên phải theo cái chiều mũi tên của biển báo đã đưa ra cho em nhé. trở lại bài toán thì chúng ta thấy là yêu cầu của đề bài là yêu cầu chúng ta tính diện tích phần hình mũi tên. như vậy chúng ta thấy là diện tích phần hình mũi tên không có một cái công thức nào để tính riêng biệt hết và chúng ta phải đọc kỹ đề bài xem có cái dữ kiện nào có liên quan đến cái diện tích phần hình mũi tên để mà chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này không nhé. Như vậy đọc đề bài tiếp theo thì chúng ta thấy là có cho rằng à, cái diện tích phần hình mũi tên thì bằng 20% diện tích biển báo đó. À, như vậy muốn tính diện tích phần mũi tên, các em bắt buộc phải biết được diện tích biển báo để chúng ta mới đi giải quyết bài toán giải à, à, toán về tỷ số phần trăm. À, tìm 20% của diện tích biển báo, phải không nào? à. Như vậy muốn tính diện tích biển báo thì chúng ta lại phải đọc cho kỹ đề bài phía trên nữa xem coi đây là một cái biển báo dạng hình tròn và như vậy đề bài đã cho chúng ta đường kính là 40 cm. Đó, đường kính của biển báo hình tròn này coi là 40 cm. Như vậy muốn tính diện tích của biển báo hình tròn thì bắt buộc chúng ta phải biết cái gì nào? À, bắt buộc chúng ta phải biết bán kính của hình tròn. À, sắp xếp lại các cái à, dữ kiện và cũng như là các cái à, à, phân tích từ từ nãy giờ thì chúng ta thấy đầu tiên ở cái bài này các em phải đi tìm à, bán kính của biển báo. Sau khi chúng ta tìm bán kính biển báo xong, chúng ta sẽ đi tìm diện tích của biển báo. Có diện tích biển báo, chúng ta áp dụng à, bài giải bài toán tỷ số phần trăm thì chúng ta tính ra được diện tích của phần mũi tên các em nhé. Như vậy sau khi đã sắp xếp xong à, các cái à, à, hướng giải rồi thì chúng ta cùng nhau giải bài toán này như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm bán kính của biển báo giao thông. Chúng ta sẽ áp dụng công thức lấy đường kính chia 2. Ta có phép tính 40 chia 2 bằng 20cm. Sau khi có bán kính của biển báo giao thông này rồi, chúng ta cùng nhau tính diện tích của biển báo giao thông. Chúng ta áp dụng công thức tính diện tích hình tròn, lấy bán kính nhân bán kính nhân 3,14. Ta có phép tính 20 nhân 20 nhân 3,14 bằng 1256 cm vuông. Như vậy sau khi có diện tích của biển báo giao thông này, chúng ta tiến hành tính à, diện tích phần mũi tên. Diện tích của phần mũi tên chúng ta sẽ áp dụng cách à, giải toán à, tỷ số phần trăm ta tìm số phần trăm của một số cho trước. Như vậy ở đây ta sẽ đi tìm 20% của 1.256. Chúng ta sẽ áp dụng cách tính như sau. Chúng ta lấy 1.256 chia 100 rồi nhân với 20. Kết quả tìm được là 251,2 cm vuông. Như vậy, đáp số của bài toán là 251,2 cm vuông. Như vậy ở cái bài tập số 6 này Cô còn có một cách giải nữa các em Bây giờ các em hãy chú ý lên trên màn hình nhé Sau khi chúng ta đã tính được diện tích của biển báo giao thông Kết quả ra được là 1.256cm2 Thì để tính diện tích phần hình mũi tên Thì chúng ta có thể làm như sau Bước thứ nhất Cô sẽ chuyển 20% về thành phân số thập phân là 20 phần 100. Sau đó cô sẽ rút gọn 20 phần 100 thành phân số tối giản là 1 phần 5. Như vậy chúng ta thấy 20 phần trăm chính bằng 1 phần 5. Sau khi chúng ta đã chuyển đổi à, tỷ số phần trăm rồi, chúng ta sẽ tính diện tích phần hình mũi tên bằng cách chúng ta lấy 1 chia cho 5. Và chúng ta cũng ra được kết quả là 251,2 cm vuông các em. Và đáp số bài toán là 251,2 cm vuông. Như vậy các em thấy là để giải một bài toán không phải chỉ có một cách duy nhất mà chúng ta còn có nhiều cách làm. À, các em cứ việc à, tự tin áp dụng những cái kiến thức mà chúng ta có được để giải bài toán một cách nhanh chóng và chính xác các em nhé. Như vậy qua bài toán số 6 này à, cô nhắc nhở các em một vấn đề là trong giải toán có nội dung hình học thì đề bài thường hay lồng ghép một số cái dạng toán khác vào để cho chúng ta phải nhớ ra và chúng ta phải giải quyết bằng một cách là tích cực hơn cao hơn ví dụ như là tìm phân số của một số này ví dụ như giải toán về tỷ số phần trăm này được tích hợp vào trong một số bài toán có nội dung hình học À, vì vậy chúng ta cần phải đọc kỹ đề bài à, xác định được dạng toán và cái quan trọng nhất là các em à, phải à, nhớ được à, cái cách à, cái phương pháp để giải các bài toán đó và bình tĩnh giải toán thì bài toán của các em sẽ giải quyết được một cách dễ dàng các em nhé như vậy qua một à, thời th số số thời gian ít đổi thì thầy trò chúng ta cũng đã nhớ lại ôn lại một số kiến thức trọng tâm về hình tròn cũng như là vận dụng vào giải quyết một số cái bài tập có liên quan à, như vậy để nhớ lại các kiến thức về hình tròn thì cô lưu ý các em một số cái vấn đề như sau à, bởi vì hình tròn là một cái hình có rất là nhiều các cái công thức có liên quan vì vậy các em cần phải nhớ chắc nắm kỹ các công thức như sau thứ nhất Tính để tính đường kính hình tròn chúng ta có thể lấy bán kính nhân 2. Từ công thức tính đường kính hình tròn bằng cách lấy bán kính nhân 2, chúng ta có thể suy ra cách tính bán kính hình tròn bằng cách lấy đường kính chia 2. Ngoài ra chúng ta có hai công thức để tính chu vi hình tròn. Công thức thứ nhất là để tính chu vi hình tròn chúng ta sẽ lấy đường kính nhân với số 3,14 hoặc là chúng ta sẽ tính chu vi hình tròn bằng cách lấy bán kính nhân 2 rồi nhân với số 3,14. Ở công thức tính chu vi hình tròn thứ nhất, chúng ta có thể suy ra cách tính đường kính bằng cách lấy chu vi chia 3,14. Ở công thức tính chu vi hình tròn thứ hai, các em cũng có thể suy ra được cách tính bán kính bằng cách lấy chu vi chia 3,14 rồi chia cho 2. Tiếp theo chúng ta còn có một công thức rất là quan trọng của hình tròn đó là tính diện tích hình tròn. À muốn tính diện tích hình tròn thì chúng ta sẽ lấy bán kính nhân bán kính nhân với số 3,14. Như vậy trên đây là cái bảng công thức à, tính à, về hình tròn có liên quan với nhau nhau thì cô hy vọng là sau cái tiết học này các em sẽ nhớ À, rất là kỹ các công thức có liên quan này để chúng ta có thể vận dụng vào một số bài tập có liên quan để chúng ta rèn thêm cái kỹ năng các em nhé như vậy ngoài ra chúng ta thấy để giải toán có nội dung hình học thì chúng ta cần phải bình tĩnh đọc kỹ đề bài xác định được yêu cầu của đề bài và nhớ tất cả các quy tắc công thức có liên quan về hình. Không chỉ riêng về hình tròn mà chúng ta còn phải nhớ tất cả các công thức, quy tắc về các hình đã học. Chẳng hạn như hình tam giác, hình thang, ngoài ra các hình chuyển nhật này, hình vuông, hình thôi, hình bình hành đều cũng phải được nhớ rất thật là kỹ để chúng ta có thể áp dụng một cách linh hoạt vào trong bài toán để giải bài toán một cách chính xác các em nhé như vậy à, sau chương trình này các em có thể xem lại và làm các bài tập vào trong vở à, ngoài ra chúng ta còn có thể là à, làm các bài tập à, ở sách giáo khoa trang 99 trang 100 à, của môn toán để chúng ta có thể rèn kỹ năng cuối cùng cô xin chúc các em có một sức khỏe dồi dào và luôn chăm ngoan học giỏi à, cô xin chào các em hẹn gặp lại các em xin chào